Đây nhé các bác nhé, bác xem mà lợn dùng khế dụng tại chỗ, ăn tại chỗ luôn. Đây, cây rất nhiều quả này. Rất nhiều quả. Đấy, ui, ui. Đấy. Dùng cái dụng đá. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ăn đi. Ừ, quả là sạch sạch rồi, quả không chua không ngọt. Chua quá. Chua lắm. Rồi. Mang cho con thỏ quá chân mà. Mấy con thỏ nó có ăn khế không? Thế thôi các bác nhé.